Hùng xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Trong thời gian qua thì có rất là nhiều câu hỏi đặt đến Hùng cũng như là những cái comment. Thì ngày hôm nay Hùng cũng cố gắng dành một chút thời gian để trao đổi với các anh chị về những cái câu hỏi đó. Và trong đó có một câu hỏi rất quan trọng và đặc biệt cần phải xử lý nhanh gọn trong thời điểm bây giờ. Nếu như làm chậm vấn đề này chắc chắn là anh chị sẽ còn bị. Anh chị có gọi điện cũng như là nhắn tin hỏi về phía bên Hùng cũng như là hỏi trực tiếp Hùng ấy. Là anh ơi, em bị người ta đánh cắp thông tin và hiện tại đấy là người ta đã lấy cái thông tin đó để đi vay mượn khắp nơi, trong đó có vay mượn các app tín dụng đen. Và hiện tại thì em đang đau đầu cũng như là rất là mệt mỏi về vấn đề đó. Em không hề nhận được một đồng tiền nào, nhưng mà chúng nó gọi điện nhắn tin và đe dọa rằng nếu như em và họ hàng không trả số tiền đó thì họ sẽ đăng hình đăng ảnh tiếp tục. Vậy thì em phải làm sao? Em cũng đã ra cơ quan công an gần nhất để trình báo rồi nhưng mà chưa có cái phản hồi gì. Vậy thì anh có thể giúp em trường hợp này không? Thưa các anh chị và các bạn, đây cũng chính là cái trường hợp chung của tất cả mọi người. Và hy vọng nếu như ngày hôm nay anh chị xem được cái video này, tôi rất là mong muốn anh chị xem hết, bởi vì là đó sẽ đem được cái quyền lợi về cho anh chị. Một cái video rất là ngắn thôi nhưng sẽ giúp cho các anh chị thoát được cái cảnh này. Vậy thì cái việc anh chị vay tiền có phải trả hay không, tôi sẽ vận dụng luật cũng như là các cái văn bản đi kèm để hỗ trợ cho anh chị. Làm sao cho anh chị tiếp cận vấn đề này, chúng ta làm việc một cách nó khoa học và đúng pháp luật để chúng ta có thể nhờ cơ quan pháp luật can thiệp một cách chính thống, chứ không phải là dùng những cái cách giống như là những cái người ở trên mạng bày vớ vẩn cho các anh chị. Và các anh chị lưu ý nhé, hiện tại có rất là nhiều đối tượng ở trên mạng đang đưa ra những cái phương án tầm bậy tầm bạ để hỗ trợ anh chị và thu những cái khoản phí rất là vô duyên. Ngoài ra là những đối tượng đó họ không hề xuất hiện trên mạng một cách công khai mà úp và mở thông qua những cái video tầm bậy tầm bạ. Và trong quá trình mà các anh chị đang gặp phải rủi ro khi các anh chị nhìn thấy họ làm như vậy, các anh chị cứ tưởng rằng nó hợp lý nhưng thực ra không hợp lý. Khi các anh chị chuyển tiền cho họ rồi họ chẳng làm cái gì cả và cuối cùng là cất trâu để lâu nó hóa bùn thôi. Và khi mà cất trâu để lâu hóa bùn như thế thì các anh chị biết rồi, lúc đấy anh chị đã không còn gì để mất nữa rồi. Các anh chị phải hiểu vấn đề đó. Và một lần nữa thì tôi cảnh giác các anh chị vấn đề đó, còn các anh chị nghe hay không đấy là quyền của các anh chị. Và bây giờ tôi sẽ vào chủ đề chính của các anh chị luôn, đó là cái việc mà lấy cắp thông tin như thế thì các anh chị có phải trả những khoản tiền đấy hay không. Thì ở điều 463 của bộ luật dân sự năm 2015 ấy, có quy định thế này. Thứ nhất là hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, do bên cho vay tài sản và bên vay tài sản thỏa thuận. Khi đến hạn trả, bên vay tài sản phải hoàn trả lại số tiền cho bên cho vay theo số lượng, chất lượng, lãi nếu có. Và chỉ hình thành quan hệ vay tiền khi mà có sự thỏa thuận về vay tiền, giao dịch vay tiền cho vay và hạn trả nợ, lãi suất nếu có. Và nghĩa vụ trả nợ chỉ xảy ra khi có thỏa thuận về việc vay nợ. Vậy thưa các anh chị, ngay cái yếu tố đầu tiên của cái điều 463 luật dân sự 2015 đã khẳng định rằng chúng ta phải có một cái thỏa thuận, bắt buộc phải có một cái thỏa thuận thì hợp đồng này mới có hiệu lực. Còn nếu chỉ có một bên thôi thì hợp đồng này không có hiệu lực. Tôi lấy một cái ví dụ. Khi các anh chị vay app, vay xong các anh chị trả nợ rất tốt, rất đẹp và sau đấy anh chị không hề vay nữa. Thì các anh chị cứ nghĩ rằng trả tiền cho họ xong là xong, nhưng biết đâu đấy và chắc chắn và các anh chị đã bị rồi. Các app tự động chuyển một khoản tiền rất lớn vào tài khoản của anh chị, đó là 5 triệu chẳng hạn. Sau khi mà chuyển cái khoản tiền 5 triệu đó cho các anh chị thì khoảng 7 ngày sau chúng nó đòi khoảng tầm 7 triệu rưỡi đến 8 triệu tùy vào các app, có những app có thể hơn. Nếu như bạn không thực hiện đúng theo cái yêu cầu của người ta thì tôi tin rằng là cái danh bạ của bạn sẽ bị cày nát và bản thân bạn sẽ bị đăng hình đăng ảnh lên và cả những người thân của bạn cũng sẽ bị trường hợp này. Và đây chính là một hình thức sai trái trong vấn đề quan hệ dân sự cho vay và việc đòi nợ. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Các anh chị phải làm gì? Thì các anh chị cùng theo dõi tiếp nhé. Thứ nhất là tôi lưu ý trước là những anh chị nào đang coi video này mà chưa bị lộ thông tin ấy, thì các anh chị vui lòng nhớ giúp tôi này. Từ nay trở đi đừng cung cấp bất kỳ một cái thông tin nào cho ai ở trên mạng. Tôi nói này, cho ai ở trên mạng thông qua online. Tôi lưu ý các anh chị như thế. Các anh chị chỉ nên cung cấp cho những đơn vị uy tín, ví dụ các cái công ty tài chính lớn hoặc là ngân hàng lớn để chúng ta thực hiện cái việc mà vay mượn đấy. Cũng không hẳn là không cung cấp cho họ đâu anh chị, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải cung cấp để chúng ta thực hiện những khoản vay. Tuy nhiên họ phải là những đơn vị lớn uy tín. Nếu được gặp trực tiếp, có gặp trực tiếp thì tốt nhất. Hay là còn gặp online thì các anh chị phải xem là do ai giới thiệu.
Vào thời điểm hiện tại thì tôi nói với anh chị là tới đây dịch giã nó sẽ còn ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm ra một đơn vị nào cho vay để đưa cho các anh chị. Nhưng mà tôi đang tìm kiếm, chưa có một đơn vị nào vay qua online mà nó dễ dàng. Tôi sẽ cố gắng cái việc đó để hỗ trợ các anh chị một khoản vốn nào đấy để các anh chị có thể làm ăn, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì câu chuyện thì khi mà kẻ xấu họ lấy được cái thông tin rồi, chắc chắn là kẻ xấu họ sẽ sử dụng nó để trục lợi một cách tối đa. Ví dụ vay rất là nhiều app. Tôi lấy app bởi vì app là cái trường hợp mà dễ nhất, app và web cho vay. Họ sẽ trục lợi cái giấy tờ của các bạn, nghĩa là họ không dừng lại ở một một chỗ mà họ dừng lại ở hàng họ sử dụng để vay hàng trăm chỗ, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bạn lo lắng, bạn sợ sệt, bạn cầm tiền đi trả cho chúng nó. Ví dụ, bạn bảo thôi trả cho nó yên chuyện, bạn trả 7 5 triệu, trả 7 triệu rưỡi. Và câu chuyện bạn trả xong thì cái hạn mức 7 triệu rưỡi nó sẽ lên 4 triệu ngay, và chúng nó tiếp tục sử dụng cái phương án là gửi tiền vào cho các bạn các anh chị để rồi đưa các anh chị vào một cái vòng xoáy không bao giờ ra được. Đây là một câu chuyện mà tôi đang xử lý cho rất là nhiều anh chị tìm đến tôi, viên chức nhà nước có, anh chị em công nhân có, rồi những người thất nghiệp có, đều chung một cái hiện trạng. Và khi tìm đến đây thì tôi nói luôn là các bạn đã bị nát bét hết rồi, và tôi phải xử lý rất là mệt. Tôi nói với anh chị là xử lý rất được, xử lý được nhưng rất là mệt nhé. Đấy, rồi thì cái câu chuyện ở đây là tôi lưu ý các bạn đừng có để lộ thông tin ha. Còn bây giờ thì nếu như anh chị đã bị lộ thông tin và đã bị người ta cầm đi vay và đang đòi nợ như cái vế đầu tiên tôi nói, thì bây giờ phải làm gì? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị như này. Thứ nhất, việc đầu tiên các bạn cần phải đối mặt với những người đó, chúng ta không trốn tránh. Thứ nhất, cần phải đối mặt một cách nghiêm túc, nói chuyện rõ ràng là trao đổi với anh là tôi không được vay khoản vay này. Bây giờ tôi cần các anh, cần các chị cung cấp cho tôi về các cái thông tin sau này. Thứ nhất là tôi vay của các anh chị là vào thời gian nào? Thời gian nào? Cái thứ hai nữa là tôi vay của anh chị là số tiền bao nhiêu tiền? Và cái thời gian tôi trả cho các anh chị là bao lâu, và tôi muốn nếu mà trả thì trả vào đâu? Tôi lưu ý với các anh chị lúc đầu tiên thì chúng ta cũng đừng có kháng cự là chúng ta không được vay, chúng ta cứ hỗ trợ là cái việc này là tôi không nhớ hoặc là như thế nào đấy, và để chúng ta moi móc cái thông tin về, đúng không ạ? Moi móc cái thông tin để chúng ta có cái cơ hội xử lý. Còn các anh chị ngay từ đầu tiên các anh chị chối luôn là anh chị ăn hình luôn đấy ạ. Thà rằng các anh chị nhận luôn, nhận một cái khía cạnh là cái này thì ở trong nhà có người đăng ký, còn tôi không biết hoặc như thế nào đó, thì bây giờ anh chị vui lòng cung cấp cho tôi cái thông tin. Thứ nhất là tôi vay thời gian nào, đúng không ạ? Và giấy tờ của tôi có đúng như vậy không? Hoặc là có thể cung cấp thêm cái phần là khi nào phải trả, ví dụ hôm nay chẳng hạn, và trả vào đâu. Quan trọng nhất là trả vào đâu, chúng ta lấy cái thông tin trả đó để chúng ta làm việc với người ta, các anh chị nhé. Rồi, và câu chuyện thứ hai là nếu như bên kia nó hợp tác thì chúng ta tìm được một cái thông tin, còn nếu không hợp tác nhé, họ không hợp tác, họ bảo bây giờ tao không cung cấp gì hết, mày cứ ra ngoài mày trả tiền, mày phải tự trả này ABC, nghĩa là chúng ta không có một đầu mối nào hết, chúng ta không làm việc được với họ. Hoặc là kể cả có thu thập thông tin được như thế thì chúng ta vui lòng cầm cái thông tin đó, cái bước này bắt buộc nhé, ra những cái đơn vị nào, ra những cái đơn vị có cái chức năng chức trách để xử lý. Vậy thì câu chuyện ở đây là đơn vị nào sẽ phụ trách cái vấn đề này, sẽ làm được cái vấn đề này, cơ quan nào sẽ tiếp thu những cái vấn đề này, thì ngày hôm nay tôi sẽ nói luôn với anh chị rất là rõ. Thứ nhất, các anh chị vui lòng ra những cái cơ quan này theo cái nội dung hướng dẫn đâu, hướng dẫn sau. Thứ nhất là ở khoản 1 điều 7 thông tư 28/2020, thông tư của Bộ Công an, và điều 163 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như thế này. Thứ nhất, các anh chị có thể ra những cái đơn vị sau đây. Một, đó là công an xã. Công an xã thì công an xã có nhiệm vụ là phân loại xử lý tin báo về tội phạm. Vậy thì họ phải có trách nhiệm làm việc này. Khi các anh chị ra công an xã mà các anh chị thấy công an xã họ nói là cái này không làm, đi lên huyện, thì các anh chị nói luôn là theo khoản 1 điều 7 thông tư 28/2020, thông tư của Bộ Công an, và điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì công an xã phải có chức năng là phân loại và xử lý tin báo trình lên cơ quan cấp trên. Nếu như các anh không làm, tôi sẽ đơn phương thông báo với lại công an huyện, công an tỉnh về vấn đề các anh thoái thác trách nhiệm không làm việc này cho dân. Các anh chị lưu ý nhé, bởi vì thực tế công an xã họ có trách nhiệm thu thập cái này và giải quyết các vấn đề dân sự, thì ở trong này các anh chị hoàn toàn có thể yêu cầu công an xã làm việc này. Cái thứ hai là công an điều tra cấp huyện trở lên. Nếu công an xã họ không làm thì các anh chị liên hệ công an điều tra cấp huyện trở lên là điều tra vụ án hình sự về tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân huyện. Thì công an điều tra cấp huyện họ sẽ thu thập xong, họ có chức năng, họ sẽ chuyển vào những nơi mà cần thiết nhất.
Cái thứ ba đó là công an điều tra cấp tỉnh, thì công an điều tra cấp tỉnh có nhiệm vụ điều tra những tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh có yếu tố nước ngoài. Vậy thì các anh chị thấy rất là dễ dàng đúng không ạ? Các anh chị ra công an xã, công an huyện và công an tỉnh, nếu anh chị không biết là nên phòng gặp phòng nào thì các anh chị cứ đến phòng tiếp dân, các anh chị hỏi là tôi lên báo án bởi vì tôi bị người khác ăn cắp thông tin và đang đe dọa đến gia đình tôi về tính mạng và về danh dự nhân phẩm của gia đình họ hàng tôi. Đây là cái vấn đề mà các anh chị cần phải làm. Vậy thì cái câu chuyện thế này, tôi nói với anh chị là người ta thường nói là mất bò mới lo làm chuồng, lo bò trắng răng. Cái việc đó sẽ xảy ra nếu các anh chị mà không lo ngay bây giờ. Vậy thì nếu ngày hôm nay các anh chị coi được video này của tôi, các anh chị cần làm hai việc sau này. Một, những cái thông tin của anh chị hiện tại chưa bị mất thì các anh chị vui lòng kiểm tra lại cho tôi một lần nữa. Nghĩa là nếu như các anh chị muốn biết là các anh chị đã vay ở đâu hay chưa, bị ai cầm khoản vay của mình đi vay hay chưa, bởi vì có khi là đã có rồi nhưng đến thời điểm bây giờ anh chị vẫn chưa nhận ra và chưa phát hiện, bởi vì là người ta chưa gọi đến, bởi vì người ta không có số điện thoại anh chị, đúng không ạ? Khi vay người ta đăng ký số khác. Vậy thì anh chị vui lòng gọi lên 1900 4686 để kiểm tra CIC cho toàn bộ hệ thống tài chính của anh chị. Nghĩa là trong về với hệ thống tài chính, công ty tài chính, chúng tôi sẽ kiểm tra về cái số đấy 1900 4686 để giúp anh chị kiểm tra xem là đã có khoản vay nào hay chưa. Nếu chưa có thì chúc mừng anh chị, còn nếu có rồi chúng ta xử lý theo cái hướng dẫn vừa rồi. Cái thứ hai, nếu như anh chị đang bị cái vấn đề là lo lắng bởi vì vừa rồi đã cung cấp về vấn đề app rồi, vừa rồi đã cung cấp về vấn đề app cho app vay tiền rồi, những cái app giả mạo hoặc là như thế nào đó, hoặc là anh chị đã từng bị nhá, tôi nói lưu ý với anh chị này, đã từng bị người ta đòi nợ một hai lần sau đó đã trả và hiện tại không bị nữa, hoặc là anh chị đã từng vay và trả tốt rồi, thì các anh chị vui lòng gọi cho tôi số 1900 4686 cũng được, không thì các anh chị gọi trực tiếp số 0833 014 014 để tôi trực tiếp sẽ hướng dẫn các anh chị về cách xử lý, bởi vì trường hợp của anh chị đang nằm ở trong một góc độ cảnh báo khá là cao. Cái thứ ba, nếu mà anh chị đang bị rồi, đang bị nghĩa là bị người ta đòi nợ ví dụ lên đến vài chục triệu và các anh chị đã liên hệ cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết hoặc đang chờ để giải quyết, thì các anh chị cũng vui lòng gọi cho tôi luôn là 0833 014 014 hoặc là 1900 4686. Bên tôi sẽ hỗ trợ các anh chị xử lý gọn về vấn đề này. Mà lưu ý, ở đây là vấn đề là các anh chị không vay nhưng các anh chị bị. Còn việc vấn đề các anh chị bị người ta đòi nợ bởi vì các anh chị có vay. Câu chuyện ở đây là có vay nhưng các anh chị vay số tiền rất ít và bây giờ phải trả số tiền rất nhiều. Các anh chị rớt vào cái vòng xoáy đó và các anh chị không biết cách thoát ra như thế nào. Và câu chuyện ở đây tôi đã mở ra một cái vấn đề cho anh chị, thì các anh chị lưu ý, tôi là cái người giải quyết được việc đó. Các anh chị có thể gọi cho tôi theo số 0833 014 014, tôi sẽ là người hỗ trợ cho các anh chị. Lưu ý là cái số 0833 014 014 là số tôi tư vấn có thu phí. Các bạn phải thấy là may mắn là tôi thu phí các anh chị nhé. Nếu mà không thu phí thì chưa chắc tôi đã giải quyết được. Còn tôi thu phí thì các bạn vui lòng. Cái tiền phí để xử lý vấn đề nó là 300.000 một lần ở cái video, ở cái số điện thoại đó, và tôi đã từng xin các anh chị về số tiền này. Thì tại sao ra được số tiền 300 là do các anh chị đề xuất. Bởi vì các anh chị nói là anh giải quyết một vấn đề mấy chục triệu, có khi cả tỷ bạc, thì 300 nó rất là rẻ. Và tôi cam kết với anh chị là nếu tôi không giải quyết được, hoặc là các bạn liên hệ với tôi rồi, các bạn cảm thấy cái phương án của tôi không hợp lý, tôi sẽ gửi lại cho anh chị số tiền 300 đó mà không bị trừ một khoản phí nào cả. Giống như ngày hôm qua tôi cũng có gửi cho một cái anh đấy, sau khi anh ấy liên hệ cho tôi thì anh ấy cảm thấy là lúc đầu anh ấy đồng ý, nhưng mà sau đấy thì chắc là anh ấy không muốn làm nữa, hoặc là như thế nào, hoặc là anh ấy muốn đi trả chẳng hạn, thì anh ấy gọi cho tôi thì tôi đã gửi lại cái tiền đấy cho anh ấy rồi. Đấy là một cái trường hợp mà rất ít trường hợp mà tôi xử lý mà người ta đòi lại liền, bởi vì trường hợp nào tôi cũng làm được hết. Rồi, vậy thì cái gì cần nói với anh chị tôi đã nói rồi. Tôi rất là mong anh chị coi video này và anh chị nắm được vấn đề. Và lưu ý từ ngày hôm nay các anh chị phải bảo mật cái thông tin của mình tốt hơn. Và nếu tới đây các anh chị cần có nhu cầu vay vốn thì tôi sẽ cố gắng kiếm một vài đơn vị, ít nhất một vài đơn vị hợp pháp và có những cái khoản vay nó minh bạch rõ ràng, và tôi sẽ trình bày lên đây luôn. Tôi không quan tâm đó là công ty tài chính nào, ngân hàng nào, tôi chỉ quan tâm là họ cho vay bao nhiêu, như thế nào, và tôi sẽ review lên đây để cam kết cho các bạn. Còn nếu mai mốt các anh chị thấy tôi là tôi review lên đây là công ty này công ty kia mà bảo tôi thế này thế kia thì tôi lại dừng, đúng không ạ? Tôi chỉ làm một cái việc nó công tâm thôi. Nếu anh chị cần một khoản vốn ví dụ như 50 triệu, 100 triệu và các anh chị cảm thấy là hợp lý thì ok, tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái việc đó và sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà vay tiền.
hỗ trợ cho các anh chị cái việc đấy. Thậm chí nếu muốn tôi sẽ bảo lãnh cho anh chị luôn trong cái quá trình vay cũng được, không có vấn đề gì cả. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh chị đã xem video này. Hy vọng với video này nó hữu ích, với một cái hình hài mới, một cái phong cách làm việc nó nhẹ nhàng hơn và mang tính chất cảnh báo lớn hơn. Tôi hy vọng là các anh chị sẽ tiếp tục đón nhận tôi với một cái form làm việc như thế này, đúng không ạ? Rất là lịch sự, nhã nhặn, đúng không ạ? Cái việc mà chửi bới hay là cái việc mà la hét ai đó thì tôi cũng chỉ muốn là các anh chị nắm được vấn đề thôi. Rất là xin lỗi các anh chị, trong quá trình mà thời gian làm việc vừa qua, tôi cũng đã có những lời lẽ nặng nhẹ với các anh chị, và bản thân tôi cũng đã nói những lời lẽ không hay lắm trên kênh của tôi. Và tôi từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, làm một cách từ tốn hơn và truyền tải đầy đủ thông tin hơn giống như video này. Cảm ơn anh chị, hẹn lại các anh chị ở một video sau sẽ hay hơn. Và hy vọng nếu ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ngay, bởi vì sau này tôi sẽ còn rất là nhiều video rất hay và rất bổ ích như thế này. Một lần nữa xin hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi, và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.